Sửng sốt trước cảnh người đàn ông cho chim ăn bằng miệng. Người đàn ông có tên Terry Taylor ở Wrexham, FPSS, nước Anh đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ khi cho những chú chim ăn bằng miệng. Được biết, sau khi cô vợ qua đời vào năm 2005, ông Terry đã dành toàn bộ sự đam mê của mình cho những chú chim. Hiện tại, ông Terry đang nuôi hai chú chim cổ đỏ và đặt tên cho chúng là Sushi và Monty. Sở dĩ ông Terry chăm sóc những con chim này với phương pháp cho ăn bằng miệng là bởi trước đây, hai con vật nuôi luôn tỏ ra rất nhút nhát khi thấy ông đặt thức ăn trên tay. Vậy nên, ông đã nghĩ ra cách cho ăn độc đáo trên miệng.